giang hồ trượng nghĩa bao người kính nể, họ gọi một tiếng anh hai. Nhân trung thiên hạ vang danh bốn biển kêu hùng một tiếng anh hai. Huynh đệ lâm nạn chẳng ngại nguy nan, a lâu là có anh hai. Thờ quan nhị ca sống đời trượng nghĩa, chính đó đó là anh hai. Giang hồ trượng nghĩa bao người kính nể, họ gọi một tiếng anh hai. Nhân trung thiên hạ vang danh bốn biển kêu hùng một tiếng anh hai. Có tiền có quyền có tiếng, nắm đàn cán trong mọi cuộc chơi. Đàn em thẳng tắp hai bên, cúi rằm đầu khi anh này tới. Khi anh này tới. Xin lỗi anh, muộn rồi. Chưa chắc ông còn sống nữa. Anh nói vậy mà nghe được hả? Cũng tại anh hết á. Em đang nói cái gì vậy? Thì anh đó, dù anh hai vô đường chết. Anh đâu có biết, anh đâu có biết là thằng Tài đi nó sống chó gì vậy đâu. Anh làm tất cả mọi chuyện đều là vì chúng mình. Anh cũng không ngờ là mọi chuyện đi tới nước này. Em là tất cả của anh, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Thấy tao còn sống, chắc mày buồn lắm hả?
Làm như vậy em bị dồn vô đường cùng. Anh Hai tha cho em đi anh Hai, con em cần có cha anh Hai. Em có chết không? Trong 1000 lần em cũng không đợi đó tội anh Hai. Thôi, cho em một cơ hội đi chuộc lỗi đi anh Hai. Mày yên tâm, vợ con mày sẽ được an toàn.
Nhi, từ bây giờ em sẽ không còn cô đơn lạnh lẽo nữa. Anh tiễn nó xuống đó để chăm sóc em rồi đó. Tạm biệt. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác mà nó sướng, nó đã như thế này. Anh không biết là mấy đứa có hiểu được cảm giác đó không nha. Cái cảm giác mà giết được cái thằng đối thủ lớn nhất cuộc đời mình. Nâng ly cho mình đại ca nè. Em nói thật á, thấy ngoài cái việc là làm ăn kinh doanh của anh ra, thì cái chuyện mà anh bận tâm nhất là làm sao giết nó. Bây giờ thì anh thoải mái rồi. Chính xác. Thằng nhóc này nói đúng mà. Nhưng mà nè mấy đứa, tụi mày có cho người đi điều tra tin tức của thằng hai không? Có thấy được xác của nó không? Dạ rồi, xác thằng hai bây giờ chắc là cháy thành tro rồi. Bây giờ chắc là đang ở trong chùa hay là ở ngoài sông ngoài biển gì đó rồi đó. Cái bộ trong cá rồi. Nhắc nó nhớ. Còn cái chuyện mà công an thì sao? Chuyện giang hồ xử nhau mà anh, giết được thằng nào thì hay thằng đó thôi. Với lại chuyện này cũng đâu có để lại chứng cứ gì liên quan tới tụi mình. Anh cứ yên tâm.
Thằng nhóc này hay á. Quên nữa. Anh quên. Khi nào mới tới ngày giỗ của con Nhi em ruột của anh vậy? Dạ cuối tháng này ạ. Cuối tháng. Dặn tụi nó ngay ngày đám giỗ con Nhi, chuẩn bị cho anh một bó hoa thật lớn, thật là đẹp, để anh mang ra ngoài mộ anh thắp cho đám nó nha. Anh coi như ngày hôm đó là đám giỗ của nó, đám giỗ của thằng hai, đám giỗ của hai vợ chồng nó luôn. Tất cả là tại mày. Tại mày và cô Nhi em tao nữa. Hai, tại sao mày không bảo vệ nó hả? Tại sao mày để nó chết? Em xin lỗi. Xin lỗi. Cuộc đời của mày chỉ biết hai chữ xin lỗi thôi hả? Đàn ông mà như mày là một thằng hèn. Cái gì mày cũng không dám làm, cái gì mày cũng sợ. Anh nói chuyện có nào chút điềm tài. Anh nhớ kỹ đi. Ngày trước tôi nói anh sao? Tôi muốn có công việc bình thường, một cuộc sống bình thường. Anh kéo tôi con đường quýnh lộn quýnh lào. Anh nói là sẽ kiếm rất là nhiều tiền. Tôi nghe lời anh, tôi nói đến trả thù. Giờ của tôi chết. Bây giờ anh đổ lỗi một mình tôi là sao anh Tài? Một thằng đàn ông hèn như mày không đủ bản lãnh để bảo vệ vợ mình. Giờ xây qua đổ thừa tao hả? Tao bắt cái gì mày cũng làm sao? Tao kêu mày ăn tức mày ăn không? Vì tôi coi anh là anh ruột của tôi. Tôi coi anh là anh rể của tôi. Nhưng chưa bao giờ mày nghe lời tao. Có bao giờ mày làm tất cả mọi chuyện đúng theo ý của tao chưa? Hoàn toàn ngược lại. Và câu chuyện bây giờ nó trở nên như thế này. Anh nói cùng mẹ gì cũng đúng hết. Anh làm cái gì cũng đúng hết. Còn tôi làm cái gì cũng sai. Bởi vậy, bắt đầu từ bây giờ, anh hãy sống cuộc đời của anh, tôi sống cuộc đời của tôi. Đừng ai chạm vào cuộc sống của nhau nữa. Mày mới là thằng biến khỏi cuộc đời này. Con chó biến. Tao tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, tao không có một đứa em như mày. Và con Nhi em gái của tao không có một thằng chồng như mày. Và hết ngày hôm nay, kiếm đường mà trốn đi. Tao gặp mày ở đâu, tao chém mày ở đó. Năm nay chỉ mỗi mình ta tới thăm mày. Mày đã gặp được thằng hai chưa? Tao đã giúp cho mày gặp được nó rồi đó. Hai đứa hạnh phúc nha.
đồ trưởng nghĩa bao người kính nể, họ gọi một tiếng anh hai. Vâng, ngài không có ma đâu. Bất ngờ khi thấy tôi còn sống lắm hả? Mấy đứa, mấy đứa có thấy cái mà tao đang thấy không? Đó. Vậy mà tối hôm qua tao tưởng đâu đồ ngon, đến giờ tao còn bị ảo chứ. Bất ngờ á. Hai, tao không ngờ là mày sống dài, mày dài như đĩa luôn á hai. Bơm nổ mà mày vẫn không chết. Trâu bò á. Cho tiểu nhân của anh không chiến được tôi đâu. Anh hai tỉnh rồi. Anh hai tỉnh rồi. Anh hai. Đỡ anh hai lên thôi. Anh hai. Từ từ thôi anh hai. Từ từ thôi anh hai. Anh nằm đây được mấy ngày rồi? Dạ, anh bất tỉnh được một ngày rồi. Anh em còn lại đâu? Dạ. Nói đi. Anh hai cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào anh hai khỏe hẳn rồi tụi em báo cho anh biết. Anh muốn biết. Dạ, mất 6 người rồi. Một số anh em thì bỏ tụi mình đi rồi, còn số còn lại thì đang hoang mang lắm anh. Gửi tiền và lời xin lỗi của anh về cho gia đình những anh em đó. Anh hứa khi trả thù cho anh em xong, đích thân của anh sẽ về thắp nhang xin lỗi tất cả anh em. Dạ. Còn nữa, đừng để cho bọn nó biết anh còn sống. Cứ đợi bọn nó nghĩ anh chết để cho tụi nó không đề phòng. Dạ, em hiểu rồi. Anh muốn một mình, mọi người ra ngoài đi. Dạ. Anh luôn chủ quan, luôn khinh thường tôi, dùng tất cả thủ đoạn để giết tôi. Đó là lý do ngày hôm nay anh phải chết. Muốn giết tao hả thằng què? Lại giết tao à? Mày làm tao sợ quá hả? Xin lỗi em. Ngày hôm nay để em thấy cảnh này. Tao không ngờ mà còn sống được đó hai. Em đâu với chết vậy. Em có tới 9 cây mạng lên.
Hồi xưa tao cũng thường nói như vậy. Bây giờ chỉ còn một cái mạng già này thôi. Vẫn còn đau đớn như vậy, không có nhà dưỡng thương đi. Qua đây chắc cần gì hả? Đúng là không có chuyện gì giấu anh được. Chuyện gì? Em muốn mượn đàn em của anh. Mượn đàn em của tao? Để làm gì? Giết thằng Tài, trả thù cho anh em của em. Vậy với những thằng đàn em của mày thì sao? Một số chết, một số đang hoang mang, mất tin tưởng ở em. Tao cũng muốn giúp cho mày lắm, nhưng mà những đàn em tao đưa qua mày, đa số thì cũng chết, không chết thì làm ăn không nổi. Tao không thể nào tiếp tục đưa em bước qua đó được. Em sẽ chia cho anh 10% lợi nhuận kinh doanh của em trong vòng 6 tháng. Anh thấy sao? Vậy mày cần bao nhiêu? Em không cần số lượng, em cần chất lượng, những thằng giỏi nhất của em. Lúa chín anh thích cúi đầu, nhìn lúa non nó đi thể hiện. Cứ thi đua mà giành phần ngu, như con ếch chết tại lộ miền. Mày khen người khác bằng dao và súng, tao tỏa sát khí chỉ bằng cái nhìn. Trên cuộc vui cười cười nói rồi chung cái mạng mà trong lặng thinh. Quyền lực tao phát ra từ đôi môi, với lời đề nghị không thể từ chối. Một tiếng nói